theo vụ thị trường trong nước thuộc bộ công thương thì trong dịp tết nguyên đáng kỷ hợi sắp tới với các yếu tố tích cực từ nền kinh tế cả nước đang khởi sắc cùng với thu nhập từ lương thưởng tết tăng có thể sức mua trên thị trường sẽ tăng khá cụ thể dự kiến sức mua sẽ tăng khoảng 10 đến 12 phần so với cùng kỳ năm trước tăng khoảng 15 đến 20 phần so với các tháng thường trong năm tiếp tục kinh nghiệm từ những năm trước năm nay hầu hết các địa phương thực hiện chương trình bình ổn thị trường theo hướng xã hội hóa giảm thiểu sử dụng vốn ngân sách một số địa phương đã vận dụng linh hoạt nguồn vốn vay ưu đãi, thực hiện chương trình bình ổn thị trường không chỉ với hàng tiêu dùng trong dịp Tết mà còn với các hàng hóa vật tư nông nghiệp, thời gian cho vay tương đối dài để nâng cao hiệu quả bình ổn thị trường. Theo báo cáo của các địa phương, tổng giá trị lượng hàng dự trữ phục vụ Tết của các doanh nghiệp ước tăng khoảng 20 đến 25% so với các tháng thường trong năm. Lượng hàng dự trữ của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn tăng khoảng 10% so với năm trước. Các mặt hàng dự trữ tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt lợn, thịt bò, thịt da cầm, trứng da cầm, đường, dầu ăn, thực phẩm chế biến, bánh, mứt, kẹo, rượu bia, nước giải khát, xăng dầu. Năm nay các doanh nghiệp tiếp tục chú trọng cải thiện mẫu mã, chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm hàng hóa phục vụ Tết. Hàng Việt Nam, nhất là bánh mứt kẹo, thực phẩm chế biến ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong hàng hóa phục vụ Tết và chiếm 100% trong danh mục hàng bình ổn thị trường của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn tại các địa phương.